gì kia? Wow, what? Ôi tí là dè, cụ này giống San quá vậy. Ui, cụ này như San vậy đó các bạn. Cụ đang bay lại chỗ thằng Herobrine nè. Mày chết rồi, cụ đang tìm mày kìa con. Mày tới công chuyện. Cụ Enderman đang tìm mày kìa. Mày núp ở đó đi. Herobrine núp ở đây nữa bạn. Mày núp đi, cụ đang đi tìm mày đó. Ui ôi, cụ tìm thấy mày rồi. Rồi rồi rồi, chết thằng Herobrine rồi các bạn ơi. Cụ Enderman đã tìm tới nó rồi. Kính chào tất cả anh em trong băng hải tặc J Gray nha. Và ngày hôm nay thuyền trưởng J Gray xin được bắt đầu video mới về Minecraft thí nghiệm nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục thí nghiệm về những con người Ender trong Minecraft các bạn à. Hôm bữa thì mình đã thí nghiệm về gia đình của Herobrine. Ngày hôm nay thì mình sẽ thí nghiệm về gia đình của con người Ender cho các bạn coi nha. Mình sẽ thí nghiệm từ lúc nó 1 tuổi đến lúc nó 1 tỷ tuổi cho các bạn xem. Và bảo đảm luôn, sau khi các bạn xem xong video này á, các bạn sẽ không còn khinh thường người Ender nữa, mà các bạn sẽ cảm thấy là sợ người Ender nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go boy. Đây, mình dẫn các bạn vô chỗ mình thí nghiệm đây nè. Hôm nay thì mình làm cái chỗ này nó khá là đơn giản nha bạn. Lại đơn giản nhưng mà chất lượng các bạn ơi. Nhìn đi, thấy nhiều không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rương ra nha. Ở đây có Enderman 1 tuổi, Enderman 10 tuổi, Enderman 20 tuổi, ok, Enderman 30 tuổi, Enderman 40 tuổi, Enderman 50 tuổi, 50 tuổi là cũng hơi già già nhẹ rồi đó. Tiếp tục, Enderman 100 tuổi, giờ mình nói các bạn nghe nè, con người của chúng ta 50 tuổi thì là già đúng không? Nhưng mà đối với Enderman á, nói các bạn nghe là tới lúc mà nó 1 tỷ tuổi đi chăng nữa, nó vẫn chưa có già nha các bạn. Ấy, vậy nó mới dữ đó chứ. Enderman 1.000 tuổi, Enderman 10.000 tuổi. Wow! Enderman 100.000 tuổi và cuối cùng là Enderman 1 tỷ tuổi. Và các bạn nhìn đi, từ lúc mà nó 1 tuổi nó là màu đen, xong bắt đầu nó có những cái màu giống giống nhau, nhưng mà cuối cùng lúc mà nó 1 tỷ tuổi á thì nó đã chuyển qua một cái màu khác rồi các bạn. À, rồi, và để chứng minh cho cái chuyện là mình khiến cho các bạn không còn khinh thường con Enderman nữa, thì đối thủ ngày hôm nay của cái gia đình Enderman này sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký nha các bạn. Các bạn đang nghĩ là mình cho con Warden đồ ra đúng không? Không có. Con Warden thì là bình thường rồi các bạn à. Ngày hôm nay mình sẽ cho Herobrine đối đầu với lại gia đình của Enderman luôn các bạn. Chắc là nhiều bạn đang nghĩ là ủa anh Jay, Herobrine là tất nhiên là mạnh nhất Minecraft bên Jay. Như mình nói các bạn nghe nè, Herobrine á thật sự mạnh, nhưng mà có bao giờ các bạn để ý thấy là Herobrine dám đi qua thế giới DN chưa? Chưa bao giờ nha các bạn. Herobrine, sự thật là Herobrine không hề dám qua thế giới DN, bởi vì ở bên đó kẻ thống trị chính là Enderman chứ không phải là Herobrine nha các bạn. Và đây sẽ là lý do tại sao mà mình chứng minh cho cái chuyện đó là sự thật nha. Ok được rồi, nhưng mà khoan, trước cái đầu video này á, mình mong là các bạn fan của mình sau khi xem video này nhớ để lại cho video có một nút like nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Để có thể làm được video này á là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian, và cho nên các bạn nhớ giúp cho mình bằng cách bấm like dưới kênh nha. Mình cảm ơn các bạn một lần nữa rất là nhiều. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Mình sẽ lấy từng con ra review chi tiết cho các bạn coi nè. Đầu tiên á là các bạn muốn nhìn thấy con Enderman 1 tuổi đúng không? Thì các bạn nghĩ là con Enderman 1 tuổi là con Enderman nhỏ xíu 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 hả? Không có đâu. Con Enderman 1 tuổi nó chính là con Enderman mà các bạn hay thấy ở trong Minecraft, mà các bạn kêu là ui cái con này yếu quá. Không dám đâu chứ nhiều ông solo với con này quýnh cộn lại nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cho con Enderman 1 tuổi này đối đầu với lại anh Herobrine coi ai thắng nè các bạn ơi. Đấy, và các bạn đã khinh thường rồi đúng không? Các bạn nghĩ là ủa anh Jay, cái con 1 tuổi này bị Herobrine đấm cái một, anh cho Herobrine vô đây Herobrine thắng là cái chắc. Nhưng mà các bạn quên mất một chuyện rồi, thằng Herobrine này nó đâu phải 1 tuổi đâu các bạn. Thằng Herobrine này nhiều tuổi lắm, còn Enderman này có 1 tuổi à, cho nên là 1 tuổi em bé rồi sao quýnh lại các bạn. Bây giờ chúng ta đến với Enderman 1 tuổi, sự khác biệt mới là đây nè.
Boom! Ôi, thấy chưa? Nó đã cao hơn rất là nhiều. Và xung quanh người của nó có những cái chữ cổ ngữ nha các bạn. Và những cái chữ này mình đã chứng minh cho các bạn thấy rồi á. Những cái chữ này sẽ xuất hiện trên những cái con người nào mà sở hữu một cái sức mạnh cổ ngữ trong Minecraft. Ôi, nghe thật là nguy hiểm đúng không? Thì ngay bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy luôn. Enderman 10 tuổi. Ôi, nhìn cũng đào đẹp đẹp quá. Bạn nhìn ngầu ngầu đẹp đẹp nữa bạn. Nhìn ghiền kìa, nhìn kìa ghiền luôn á. Quýnh lộn như vậy. Hero Bride, let's go. Tại đây các bạn coi nè, wow, trận chiến này long trời lở đất luôn. Ui trời ơi, đây là một trận chiến long trời lở đất các bạn ơi. Và các bạn được nhìn thấy là Hero Bright ác quỷ đang bị mất máu. Và Enderman cũng bị mất máu nhưng ít mất máu ít hơn. Ui các bạn thấy chưa, thấy chưa? Hero Bright đang cố gắng chống cự lại Enderman. Nhưng Enderman có khả năng dịch chuyển và sử dụng những chữ cổ ngữ để quýnh lộn. Trời ơi, nó quýnh mình bay ngoài đây luôn các bạn à. Ui trời ơi, đây là cuộc chiến giữa các quỷ thần nha các bạn. Hãy, Hero Bright hiện tại đã mất đi nửa thanh máu của mình. Trời ơi, chữ cổ ngữ rất là quá trời luôn các bạn. Wow. Ui kiếp này coi như bỏ dành cho Hero Bride rồi. Ui trời ơi, nó quăng chữ cổ ngữ lên trời luôn các bạn à. Đây là cuộc chiến của hai vị thần nha bạn. Nói chung là chúng ta là người bình thường mà chúng ta tham gia cuộc chiến này chắc chúng ta chết sớm rồi các bạn à. Trời ơi, nó đá cái bàn quốc chỉ luôn. Ui trời ơi, Hero Bride làm cái gì vậy? Đấy, Hero Bride làm tiệc chiêu đồ các kiểu. Nhưng mà các bạn thấy chưa, Enderman vẫn đứng ở đây, vẫn đứng rất là vững nha. Trời ơi, quá là dễ. Game là dễ dành cho Enderman mới có 10 tuổi à. Đấy, bây giờ mới có 10 tuổi thôi mà đã như vậy rồi á, thì những tuổi như đằng sau nó còn như thế nào nữa? Thì chúng ta cùng nhau coi thì mới biết được các bạn à. Tại vì nhiều khi càng già càng yếu sao. Rồi ok, tiếp tục nha. Bây giờ thì mình sẽ cho đến là Enderman 20 tuổi. Hình dạng của Enderman 20 tuổi sẽ như thế nào đây? Yo! Ý, hình dạng của 20 tuổi bây giờ nhìn có vẻ khác hồi nãy rất là nhiều. Xung quanh thì đã mất đi chữ cổ ngữ, nhưng mà đổi lại là những ngọn lửa nguyên thủy nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Và trong những ngọn lửa này các bạn lấy kỹ là sẽ thấy có những cái linh hồn ở trong đó các bạn à. Rất là ghê luôn, các bạn nhìn kỹ nè, có mấy cái linh hồn á đó. Đó. Bây giờ thì cho nó quýnh lộn với lại anh người Hero Bride nào. Let's go boy. Trời ơi, ui nó biết bay các bạn, nó biết bay à. Trời ơi, nhìn nó bay các bạn. Wow, ôi trời ơi, cái gì mà ghê vậy, nhiều chiêu thật sự. Mấy thanh niên này nhiều chiêu lắm các bạn ơi. Mình đứng đây mình coi mình cũng quảng hồn chim én luôn á. Trời ơi các bạn coi nè, đó quá trời chiêu luôn bạn. Trời ơi, chiêu chiêu linh hồn ma quỷ đâu bạn. Ui chiêu những ngọn lửa linh hồn ma quỷ nè. Hiện tại là Hero Bride đang phải khóc rồi. Kiểu này là nước mắt chan cơm rồi các bạn ơi. Hero Bride ngày hôm nay là ăn cơm, kiểu này là ăn cơm trong nước mắt rồi, khổ rồi. Ui, đó, những ngọn lửa linh hồn ma quỷ nè, bạn thấy kinh chưa? Wow, công nhận là Enderman 20 tuổi bây giờ đã học được rất là nhiều tuyệt chiêu rồi. Ui trời ơi, Hero Bride bắt đầu dùng chiêu để chống cự, nhưng mà thôi, chống cự là vô bệnh viện sớm chứ có gì đâu. Vậy là các bạn đã thấy được trận đấu tiếp theo giữa Enderman 20 tuổi và Hero Bride. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trận tiếp theo nữa luôn, đó chính là Enderman 30 tuổi. Yo, 30 tuổi và bây giờ các bạn nhìn thấy có giống như Hero Bride các bạn. Bắt đầu 30 tuổi á, là Enderman đã sử dụng lại tuyệt chiêu giống như Hero Bride. Đó chính là có thêm cái đằng sau mấy cái xúc tua. Đấy, nhưng mà bây giờ là đổi lại là chữ cổ ngữ nha các bạn. Mà chữ cổ ngữ các bạn coi nè, chữ cổ ngữ này xoay y chang như là những ngọn lửa hồi nãy vậy đó. Và bây giờ Enderman này còn có thêm một bộ giáp bên ngoài nữa, rất là đẹp luôn các bạn à. Bây giờ thử cho anh ấy quýnh lộn với lại Hero Bride coi. Vô, ui hai thanh niên này giống nhau dở lắm các bạn. Ây, vì khá là giống nhau cho nên là mình cảm giác giống như là hai người này đã bị mất máu dường như bằng nhau các bạn. Nhưng mà có vẻ sau khi Enderman chơi một tuyệt chiêu khá là mạnh thì Hero Bride mất nhiều máu hơn. Nhưng hiện tại Hero Bride đang phản đòn. Ui có khi nào Hero Bride thắng ván này hay không? Ui ui các bạn fan ơi, bấm lại ủng hộ cho Enderman đi nào. Ui chữ cổ ngữ đã bắt đầu xuất chiêu rồi. Ui ui, sau khi Enderman sử dụng tuyệt chiêu chữ cổ ngữ thì Hero Bride cũng bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu cái lửa màu xanh của nó. Trời cái lửa màu xanh này giống như cái liệu lửa màu xanh độc vậy đó các bạn. Ôi trời, hai người đứng đây BB kinh quá các bạn ơi. Hai người này hình như là cao bằng nhau luôn á. Wow, đã thiệt. Ui 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 ui, trời 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 ơi. Như thế này là sẽ như thế nào đây? Hiện tại là hai người này đang quýnh nhau nhưng mà đứng ngay chỗ này hẹp quá các bạn ơi, không ai nào quýnh được nhau và đứng ôm nhau luôn rồi. Trao nhau những ánh mắt chiều mến rồi. Ê ê, đừng trao nhau ánh mắt chiều mến nữa, đi ra ngoài đây quýnh lộn cho nó vui nè. Đứng ở đây bu gì mày bu vô chỗ này sao quýnh mấy cha, trời rung màn hình quá.
hai người này đứng em bị bu đây à, nó không quấn được nhau đó bạn, để mình đập này ra cho nó nhìn thấy nhau rồi nó quấn nhau đi. Gọi 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 anh ơi, hai anh bình tĩnh, hai anh bình tĩnh. Trời ơi, hai vị thần này quấn nhau kinh quá, từ từ hai anh bình tĩnh, gọi quấn nhau tiếp đi. Vô. Ủa chưa nữa hả? Trời ơi bây giờ phải đập thế này nữa hả? Gọi gọi đem giúp, đem giúp. Hai thanh niên này chơi nhiều chiêu quá các bạn à. Mỗi lần chơi chưa là mỗi lần muốn động đất luôn. Rồi ok tiếp tục nào. Nãy giờ thì cũng cỡ 30 phút rồi các bạn à, nhưng mà hai người này quýnh nhau vẫn chưa xong. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ không đợi nữa, mình cho hai người này đúng 10 giây nữa nha. Nếu như trận đấu này mà không kết thúc á thì mình sẽ chấm cho người nào nhiều máu hơn chính là người chiến thắng nha các bạn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Vậy là hai người quýnh quá lâu. Nếu như mà chờ nữa thì cũng được thôi, nhưng mà lâu lắm các bạn ơi, nên bây giờ mình sẽ chấm điểm luôn nha. Hiện tại là Enderman 30 tuổi đang nhiều máu hơn là Hero Bright ác quỷ. Vậy cho nên là mình xin được chấm là Enderman 30 tuổi chính là người chiến thắng nha các bạn. Nhưng mà thật sự á thì đó chỉ là chiến thắng so với lại Hero Bright thôi, chứ mà so với lại những anh em từ nãy giờ trong gia đình Enderman á thì Enderman đó coi như bỏ nha bạn. Enderman 30 tuổi yếu quá à. Nè, coi Enderman 40 tuổi làm việc nè em trai. Đây, oh my god. Các bạn nhìn Enderman 40 tuổi nè. Nhìn đẹp thực sự. Wow. Nhìn rất là giống một YouTuber Việt Nam các bạn à, đó chính là Yaki Natsumi. Oh my god. Nhìn giống thiệt luôn á. Rồi ok ok, Enderman 40 tuổi quýnh lộn mà lại Hero Bright nào. Let's go, yo. Đấy, coi em trai làm việc, coi anh trai làm việc nè. Ủa sao anh trai làm việc khi mất nhau nhiều máu hơn ta? Ủa thôi chết rồi. Anh trai kiểu này là chết rồi bạn ơi. Thôi xong rồi, anh trai Enderman bây giờ đã bị mất máu rất là nhiều luôn. Và khả năng cao sẽ bị Hero Bright ác quỷ nó giết chết đó. Ui, mình không thể nào chấp nhận được chuyện này. Chẳng lẽ Enderman càng già càng yếu hay sao? No way, cầm cái rìu đúng ngầu luôn mà lại yếu như vậy hả? Thôi chết rồi, đứng lên đây quay cho các bạn coi chi tiết luôn nè. Rồi, sắp tới công chuyện rồi nha bạn, sắp tới công chuyện rồi đó. Ui, trời ơi. Vậy là anh Enderman đã phải bỏ mạng xoay vòng vòng rồi đây các bạn à. Ủa cái gì mà lạ vậy ta? Thôi chết rồi, càng già càng yếu. Oh no, bây giờ phải tiếp tục cho những Enderman tiếp theo xuống lấy lại vinh hạnh cho gia tộc này. Enderman 50 tuổi xuất hiện đi. Ủa trời ơi, sao càng già càng thấy nó bớt đẹp hơn xíu. Bây giờ bộ giáp mà đen thùi lùi rồi các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn cái tay nè, cái tay nó đã có một cái sức mạnh gì đó hắc ám vô trong đây. Rồi ok, bây giờ thử coi là hắc ám liệu có thắng nổi hay không đây. Vô, let's go, bắt đầu đi. Ui ôi, mới vô thấy Enderman 50 tuổi mất máu nó thấy thốn rồi đó. Enderman 50 tuổi này biết phá và lóc nữa bạn. Ê, không chơi phá map nha, quýnh lộn hay không chơi phá map nha. Phá map mà chơi kỳ à. Ơi, đừng phá map tôi mà. Hai người quýnh nhau thì cứ quýnh nhau đi, đừng có phá map của tôi, ok không? Hiện tại là Enderman 50 tuổi đang là người mất máu nhiều hơn nha các bạn. Và Hero Bright ác quỷ đang quẩy rất là gắt ở phía dưới đây luôn. Chiến này sắp có hồi kết rồi các bạn ơi. Hiện tại là Enderman sắp phải bỏ mạng rồi. Con Hero Bright nó mạnh quá. Ui coi. Rồi xong luôn. Gừng càng già càng giỏm. Ê, riêng cái câu này là mình thấy nó đúng với lại cái gia tộc Enderman này nha các bạn nha. Gừng càng già càng yếu. Cái gì kỳ vậy, 50 tuổi lại thua nữa rồi đây. Ui trời ơi, 100 tuổi. Cụ Enderman ơi, ra lấy lại vinh hạnh cho con cháu của cụ đi nào. Let's go. Oh my god. Cụ ơi, sao cụ nhìn có vẻ hơi ghê vậy cụ? Sao cụ đi hỏng dẫn luôn vậy? Cụ đi cụ lắc qua lắc lại đồ luôn. Nhưng mà trên người đằng sau của cụ có mấy cái gì nó nổi lên ghê quá nè. Ui, và cái mặt của Enderman cụ bây giờ đã nó lạ lạ rồi các bạn à. Cái tay thì vẫn bị lây nhiễm như hồi nãy, nhưng mà thấy nó người nó cứ lạ lạ các bạn ơi. Rồi vô đi cụ ơi, để con coi cụ có mạnh không nha. Let's go. Ui, cụ vô cụ cho mấy thằng cháu biết nè. Đấy, thấy cụ chưa? Ủa ôi, cụ đập một cái banh map mình luôn. Ui trời ơi. Ui, cụ đập ác quá cụ ơi. Nhưng mà con thấy cụ có vẻ hơi yếu máu rồi đấy cụ à. Thôi chết rồi. Enderman kiểu này vô bệnh viện sớm rồi các bạn ơi. Trời ơi. Gừng càng già càng giỡn tức thiệt cái chứ.
Rồi thôi, kèo này là thôi mình nghĩ là chắc là cụ xuống hòm sớm rồi bạn ạ. Chết thầy rồi mấy em ơi. Ui ôi thầy kìa. Ui trời ơi, vừa mới bay ra là thầy vô bệnh viện luôn. Trời ơi, giật kinh phong đó bạn. Nói chung là tưởng mạnh lắm về cái hình dạng ngầu như thế, cuối cùng vẫn bị thua dưới tay của thằng Hero Bright các bạn à. Ôi trời ơi, mấy cái thằng này làm mất uy phong của gia tộc Enderman quá. Enderman 1000 tuổi, cụ tổ xuất hiện. Ủa, cụ tổ to thế. Rồi ok, cụ tổ ơi, hãy mang vinh quang về cho con cháu cụ đi, con cháu cụ là mất vinh quang gia tộc quá rồi. Vô nè, coi cụ tổ làm việc nè, mấy chân chết rồi, mấy chân hay cụ tổ mất máu nhiều quá. Thôi rồi, cụ tổ này bự chả bánh lửa mà cũng không ngon lành gì hết, cũng có chiêu này kia, nhưng mà thấy không có mất máu thằng Hero Bright ơi. Khoan các bạn ơi. Vừa mới nói cụ tổ một cái, cụ tổ gồng lên cái Hero Bright mất hút máu luôn rồi. Ê, không phải khinh thường cụ tổ đâu nha anh em. Ô, cụ tổ này đấm lực lắm á, đừng giỡn, cụ tổ này mới tập gym về nãy, người cụ đô chưa. ok, được, vụ này đáng nên mong chờ đây, để xem coi là liệu cụ tổ có thể chiến thắng được Hero Bright không nha các bạn nha. Let's go boy. Rồi ơi, các bạn nhìn nè, bắt đầu tới cụ này cũng chuẩn bị lên đường rồi. Cụ tổ này múa nhiều quá nhưng mà cũng không là gì so với lại Hero Bright các bạn à. Chuẩn bị lên đường rồi. 3. Rồi chưa kịp đếm 3, 2, 1 nữa mới đếm số 3 thôi là cụ ấy bánh bái bai tình yêu rồi nè bạn. Ui giật kinh phong nữa bạn ạ. Ui tội nghiệp cụ quá đi. Mấy thằng cháu này chưa làm được gì hết, trời ơi, đến cả cụ tổ cũng bó tay chấm cơm. Gia tộc kia là ông gia tộc Enderman, quá nhục nhã về chuyện này. Ngay bây giờ một người có thể mang lại vinh quang cho gia tộc, đó chính là Enderman 10.000 tuổi. Hoặc là không. Nào ra đây. Cụ tổ sư bố. À được. Cụ tổ sư bố 10.000 tuổi, từ màu tím bây giờ đã chuyển qua màu đen, màu xanh lá nha bạn. À, hồi nãy là màu tím nè, xong đến màu đen, xong bây giờ là chuyển qua màu xanh lá đen nha bạn. Đẹp đấy. Cụ tổ sư bố có nguyên cái lửa hái thần chết. Ui có lửa xanh nữa bạn. À được, thằng Hero Bright nó cũng có lửa đó. Rồi bắt đầu đây, cụ tổ sư bố ơi. Vô. Cố lên cụ tổ sư bố, cố lên. Thôi xong rồi. Cụ này chơi chiêu nhiều đấy, nhưng mà thấy có vẻ như là làm màu là chính thôi các bạn ơi. Hay kiểu này là bye bye tình yêu với cụ luôn rồi. Ôi trời ơi. Có vẻ như là lửa của thằng Hero Bright thấy có vẻ mạnh hơn là lửa của Enderman màu xanh này các bạn. Cầm cái lưỡi hái bổ cũng kinh đấy, nhưng mà cái lưỡi hái này không thể đoạt mạng được của thằng Hero Bright, vì nó còn mạnh hơn gấp triệu lần. Ui trời ơi. Khóc luôn. Trời ơi, vinh quang của cái gia tộc này còn đâu nữa. Ui ơi, cái tướng chết cũng đẹp phết đấy, nhưng mà chỉ đẹp khi để chết thôi hả ông nội. 10.000 tuổi, chuyển qua màu xanh rồi mà vẫn là kiểu tào lao mới đau. Ui bây giờ là phải để ai đây? Đây là cụ tổ sư bố, ông tổ cha. Ui nghe nó dài quá bạn. Ok được rồi. Thôi à, mấy thằng cháu này nó mất hiếu quá. Bây giờ mong là cụ tổ sư bố, ông tổ cha Enderman 100.000 tuổi sẽ giúp mấy thằng cháu này lấy lại cái vinh danh gia tộc. Trời ơi, đâu coi cụ tổ sư bố ông tổ cha gì đó. Vô cụ lắm rồi vậy. Cụ tổ sư bố ông tổ cha. Ôi cái gì thế này, wow, nhìn ngầu thật sự. Trời ơi anh được. Ui tuyệt vời quá ơi, cụ tổ số 4 cụ cha ơi. Được. Cụ hãy mang vinh danh về cho gia tộc nào. Let's go. Wow. Thật
Thằng Hero Bright vừa mới vào cú đạp một phát là nó bye bye tình yêu gọi anh em. Làm lại cho anh em coi nè, thằng Hero Bright lại đúng không? Mày Hero Bright, mày Hero Bright, Hero Bright lần này sống trâu hơn rồi bạn ơi. Hero Bright lần này có vẻ manh động hơn rồi. À được, chết rồi cụ ơi, cụ lần này quýnh thằng Hero Bright không nổi rồi. Thằng Hero Bright bây giờ nó quẩy ghê hơn rồi các bạn. Nhưng mà các bạn để ý thấy là thằng Hero Bright nó cũng không thể nào quýnh được cụ tổ số ông tổ cha này nha. Tên nghe mắc cười thiệt cái chứ. Ok, ủa cụ em, cụ không quýnh nó đi, nó đứng dưới chân cụ kìa. Ui ôi, cụ giẫm nó một cái rồi sao rồi? Ok ok, cụ giẫm nó một cái nhưng mà nó vẫn sống các bạn à. Có vẻ Hero Bright lần ấy nó biết được tuyệt chiêu của cụ rồi. Hình như nó sử dụng những ngọn lửa của nó để hồi máu lại cho chính nó hay sao á. Ai da, kèo này căng nha, kèo này căng nha. Ôi trời ơi, vừa mới nói kèo này căng cái cụ lấy tay cụ đập cái nó chết luôn. À có nghĩa là mình biết rồi, ban đầu là cái cụ 100.000 tuổi nè, là cụ ấy là khinh thường, cụ ấy là lấy chân đạp thôi. Nhưng mà có vẻ lấy chân đạp thằng Hero Bright nó biết cách nó né, cho nên là bây giờ cụ lấy tay cụ đè luôn cho nó vô bệnh viện luôn các bạn. À được. Ôi ơi, con lộn, để con giết cụ bằng cái này cho nó lẹ. Trời đất ơi, cụ vô một cái muốn banh cái lỗ tai con luôn. Rồi, vậy thì cái cụ 1 tỷ tuổi này, mình nghi cái thế giới của mình chuẩn bị banh chành quá các bạn à. Vậy chứ trước khi mình triệu hồi cái cụ 1 tỷ tuổi này, các bạn fan có thể bấm like cho mình được không vậy các bạn fan? Nhớ bấm nút like cho mình nghe. Ok. Rồi để mình triệu hồi thằng Hero Bright ra trước đi, mất công lát nữa mình triệu hồi nó không được các bạn ơi. Tại cụ này sợ bự lắm. Bắt đầu vô. Ui. Ủa. Ui, cụ này găng nanh lắm vậy. Ủa con tưởng cụ banh bể thế giới chứ sao cụ nhìn mini yếu vậy ta. Cụ kia nãy bự mà cụ này nhìn mini yếu vậy ta. Ủa nhưng mà sao cụ này ra cái thằng Hero Bright nó biến mất luôn bạn. Ôi, xung quanh người cụ này cũng có những cái chữ cổ ngữ nè. Từ nãy giờ các bạn để ý thấy á, là những con Hero, những con Enderman về sau á là không có chữ cổ ngữ nha. Nhưng mà riêng cái cụ này lại có nè các bạn. Để mình chịu hồi Hero Bright lại. Ô, không thể chịu hồi được. Cả đi Hero Bright ơi, sợ gì? Mình biết rồi. Có nghĩa là những người nào ở trong phạm vi nhất định gần cụ sẽ bị cụ xóa sổ khỏi trái đất này luôn. Để mình làm lại cho các bạn coi, Hero Bright ở đội xanh đi nha. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ cho cụ Enderman này ở đội đỏ và các bạn coi nè. Hi. Đây, Hero Bright ơi, mày tới công chuyện rồi con ơi. Ô, cái gì kia? Wow, what? Ôi, tia laser, cụ này giống xanh quá vậy. Ui, cụ này như xanh vậy đó các bạn. Cụ đang bay lại chỗ thằng Hero Bright nè. Mày chết rồi, cụ đang tìm mày kìa con. Mày tới công chuyện, cụ Enderman đang tìm mày kìa. Mày núp ở đó đi. Nia Bright núp ở đây nữa bạn. Mày núp đi, cụ đang đi tìm mày đó. Ui ôi, cụ tìm thấy mày rồi. Rồi, chết thằng Hero Bright rồi các bạn ơi. Cụ Enderman đã tìm tới nó rồi. Ý, các bạn coi nè. Rồi, thôi mày tiêu rồi. Cụ Enderman tìm được mày rồi, rồi xong luôn. Wow, các bạn thấy gì chưa? Cụ này mới là mạnh đi nè. Người ta nói là chưa chắc là bự là nó mạnh đâu. Cụ này không cần bự. Ê, ghê thật sự luôn. Wow, để con chịu hồi mấy thằng cháu ra cho mấy thằng cháu gặp cụ, cho mấy thằng cháu nó nể cụ nè. Chứ mấy thằng cháu của cụ còn hay nó yếu lắm rồi đó. Này đây, ra chào cụ đi. Ủa thôi chết rồi. Ủa cụ này cũng không muốn gặp mấy thằng cháu mất hiếu luôn bạn. Mấy anh cháu không được phép chịu hồi ra gần cụ luôn rồi. Trời ơi, vậy còn cụ tổ số 4 đây nè. Để coi tổ số 4 được ra đây với ổng không. Ê, như ra được. Rồi xong luôn. Ê, ra được nè bạn, ra được nè. Ô, bị xóa luôn. Cụ tổ số 4 của ông tổ cha gì chết luôn rồi. Ghê thật sự. Để chịu hồi thêm một cụ nữa 1 tỷ tuổi ra đây coi. Ui, không được phép nha bạn. Mình chỉ được phép chịu hồi duy nhất một Enderman 1 tỷ tuổi một lần thôi các bạn à.
Vậy bây giờ chúng ta đã biết được lý do tại sao mà Herobrine hắn ta không dám qua chiếm lấy thế giới DN các bạn à. Vì bên thế giới DN có một người cai quản khủng khiếp nhất, với một cái hình dạng màu đen thùi lùi, một đôi mắt xanh, sở hữu chữ cổ ngữ màu đen. Hãy rất là đơn giản nhưng mà rất là mạnh nha các bạn nha. Thật là may mắn cho mình vì ngày hôm nay được gặp cụ tổ sư bố, ông tổ cha, bà nội hàng xóm gì đó. Không có biết, nói chung là ông này là mạnh lắm, mình không biết dùng cái từ gì cho ổng luôn các bạn à. Các bạn thấy ổng có mạnh hay không? Mình nghĩ là ông này mà gặp những đối thủ mạnh hơn có khi ổng cũng xử được luôn nha các bạn. À được đấy. Và ngày hôm nay mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn yêu thích video này á, đừng quên nhớ lại cho mình một nút like nha. Còn những bạn nào lượt tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha các bạn. Và hôm nay là mình cho các bạn biết được lý do tại sao Herobrine không dám qua DN rồi đó. Nhớ bình luận phía dưới là các bạn muốn mình mời cụ tổ này quýnh lộn với ai thì hãy bình luận cho anh biết. Ví dụ như Godzilla chẳng hạn, người được mệnh danh là mạnh nhất Minecraft đúng không? Cho gặp cụ tổ này liền, đồng ý không các bạn? Đồng ý thì mình luôn phía dưới nha. Còn bây giờ thì mình bye bye. Trời, bye bye cụ tổ nha. Trời, vinh hạnh với con quá, con được đứng kế bên cụ tổ mà cụ không giết con. Con cảm ơn cụ.